Xin chào các bạn, hôm nay mình trình bày cái món bánh rễ tre. Có rễ thẳng từ dưới đáy lên tới nóc. Mình không có xài máy đính trứng, cũng chẳng xài lò nướng. Bánh bò này thì tương tự với cái món bánh của người Indonesia là gọi là Bika Ambon. Nhưng mà mình không có xài sả, lá chanh, nghệ như họ. Mình chỉ dùng vani làm cái mùi vị chính. Bánh này xài hoàn toàn là mang nổi nên không có cái mùi của baking powder hay là baking soda. Mình xài bếp điện mini. Dĩ nhiên là bạn có thể xài lò để nướng bánh, nhưng mà phải là loại lò chỉ nướng lửa dưới, là conventional oven, để đạt được rễ tre, còn gọi là vi cá. Thẳng tắp thì các bạn phải có kinh nghiệm về cách nướng cái loại bánh này, dù là bếp hay là lò nướng. Có khi bạn hên thì bạn thành công ngay từ lần đầu, nhưng mà có khi phải lên bờ xuống ruộng nhiều phen mới thấy được cái rễ tre song song từ cái bánh bạn tự tay làm ra. Thành phần nguyên liệu thì có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất á, là hỗn hợp men nở. Mình sẽ xài 2 muỗng canh nước ấm, cho vô đó là 1 muỗng rưỡi đường cát và 1 muỗng rưỡi bột mì đa dụng. Mình sẽ cho vô thêm là 3/4 muỗng cà phê men nở instant yeast, rồi mình trộn cho đều, trộn cho đến khi nào mà cái yeast đó không còn đậu vón cục ở trong cái ly đó, sau thì mình để nó qua một bên. Thực ra thì nếu mà xài instant yeast ấy, mình không cần kích hoạt cái men, nhưng mà nếu mà kích hoạt thì cũng tốt thôi, để cho biết là men có bị hư hay không. Cái nhóm thứ hai là hỗn hợp nước dừa. Mình xài nước dừa này là nước dừa loãng. Mình sẽ cho vô microwave, trộn đường vô. Mình sẽ xài là 75g đường, rồi cho vô một tí xíu muối. Bạn không thấy mình bị mít cái chỗ mà bỏ muối vô. Thì sau khi trộn xong á, mình đem bỏ microwave 20 second, là 20 giây á. Sau đó mình lấy ra, mình trộn cho đến khi nào mà đường với lại muối nó tan. Nếu mà nó chưa tan thì bạn có thể là cho thêm microwave chừng vài second nữa. Mình cho vô là 3 giọt màu thực phẩm màu vàng. Bạn thích ăn nghệ thì bạn bỏ nghệ. Rồi mình cho vô cỡ hơn ha là 1 muỗng cà phê vani. Rồi tới cái nhóm thứ ba, hỗn hợp trứng với bột, thì mình cho vô một nguyên một quả trứng gồm có lòng đỏ và lòng trắng và 3 cái lòng đỏ riêng. Tổng cộng mình cân đó là 103-104g, thì từ 100g tới 103-104 thì cũng ok. Rồi mình dùng cái whisk, mình đánh trứng sơ sơ ra cũng được, chỉ đánh cho sao, tại vì lát mình cũng lọc qua cái rây á, không cần đánh nổi nha, chỉ đánh cho nó trồng trắng trồng vàng nó quyện lại nhau là được rồi. Bây giờ thì mình bắt đầu bỏ bột vô. Trong bột này thì có 2 loại bột, bột năng là 100g và 20g bột mì, bột nếp. Bạn đổ vô một lần cũng được hay là bỏ từ từ, tại vì cái này nó bị ốc trâu hay gì thì lát mình cũng là lược trở lại lần nữa. Nó tại vì nó không có đủ để bột nó còn trắng thì kệ nó, lát mình sẽ đổ thêm hỗn hợp nước cốt dừa vô. Xong đổ hỗn hợp nước cốt dừa vô thì nó đây là yeast. Mình nếu mà các bạn vừa hâm microwave, vừa làm microwave nó nóng á, thì khoan bỏ vô ngay, mình chờ nó nguội rồi ấm, còn ấm ấm thì đổ vô, chứ nếu mà nó
Nếu mà mình vừa lấy cái từ microwave rán còn nóng á, bỏ vô cái trứng nó chín luôn á, cứ quậy khuấy sao cho nó đều được chừng nào hay chừng đó. Xong rồi thì mình cho cái yeast vô, hỗn hợp yeast vô. Vát cho sạch hết. Rồi trộn cho nó đều lại. Mình cái ly đó lát mình lượt qua mình đổ vô trong cái ly á. Mình lượt cái bột này để cho có cái nào mà vón cục á thì mình cũng đẩy nó qua luôn cái rây luôn. Rồi mình lượt lại lần nữa. Như vậy hai lần. Rồi mình sẽ để nó trên cái bàn vậy, mình đậy lại để cho nó lên men là khoảng 3 tiếng đồng hồ á. 3 tiếng đồng hồ thì nó đóng ở trên bên lớp trên nó cỡ 1 cm cái bọt á, cái bong bóng nhỏ á. Rồi bây giờ mình khuấy nhẹ nhẹ nó. Khuấy cho như cái bột nó cái bọt nó nằm nó quyện với cái chất lỏng ở dưới. Rồi mình cho vô là cỡ một muỗng canh bơ lạc. Bơ này á, thì mình bỏ microwave và sát cành cho nó tan chảy ra. Rồi mình khuấy lại, khuấy cho bơ với lại cái mấy hỗn hợp đó nó quyện lại. Bây giờ thì mình cho cái lò, mình xài cái bếp điện mini nhỏ xíu á, rồi mình cho cái chảo bằng gang lên. Sở dĩ mình xài cái gang này á là để cho nó phân phối nhiệt cho đều á, chứ còn cái lò điện mình á là mình sợ nó không đều dưới đáy. Rồi mình hít nó cỡ 5 phút, mình thấy nó hơi bốc khói lên rồi á thì mình cho dầu vô, mình quẹt bên trong từ cái thành cho tới cái đáy, chỗ nào cũng có dầu. Bây giờ là nhiệt độ lửa thì mình để có 7 số, thì mình để cái số số 4 á, có nghĩa là dưới trung bình chút. Bây giờ thì mình ngồi mình canh coi thử là cái khung của mình á, khung này á, lại dưới đáy á, là 13 cm nhân 13 cm, chiều cao là 5 cm, nhưng mà trên cái bề miệng của nó á, là 16 cm nhân 16 cm. Mình để muốn biết cái khung á nó đủ nóng để mình đổ bột vô chưa á, thì mình sẽ cho vô tí xíu bột mà mình nghe cái nó kêu là mình thấy được rồi, là mình bắt đầu mình đổ bột vô. Trước khi đổ bột á, thì mình bưng cái tô bột mình nhớ mình khuấy khuấy nó nha, tại vì sợ cái bột năng nó bị lỏng xuống ở dưới á. Thì đổ vô mình thấy trong cái khung đó thì nó cũng hơn nửa một chút. Nếu mà làm cái bánh này á mà nó nổi lên á thì nó sẽ sệt, cho nên tốt hơn hết á là không có nổi, bởi vì cái bánh ra nó chỉ nở hơn cái bột á một chút xíu à. Ví dụ như bây giờ cái khung này á là chiều cao nó 5 cm thì mình đổ bột vô cỡ là 3 cm sẽ nở lên cỡ sau khi bánh là cỡ 3 cm rưỡi, thì mình nấu nó là 1 tiếng rưỡi đồng hồ nữa nha. Lửa mình sau khi mà mình 10 phút á
thì mình hạ lửa xuống. À, hồi nãy là số 4 mình hạ xuống số 3, mình nấu cho đến khi nào mà cái mặt trên nó khô thì mình chuyển nó qua, tại vì nó khô chứ nó chưa vàng, thì mình chuyển nó qua bên cái air fry này, là mình để rồi từ 2 tới 3 phút nó vàng lẹ lắm. Nó vàng rất là lẹ, tại vì nó đang nóng, mình chuyển qua cái nó vàng đó, nó vàng như vậy đó, mà có 2-3 phút à. Xong mình để cho nó nguội trên cái rack, cho nó nguội xong mình khơi ra. Này lần trước mình làm bị cháy ở dưới, mình nảy không có ra, thành ra mình phải làm lại lần thứ nhì đây. Lần thứ nhất ấy, thì ra nó mình làm số lượng nhiều đầy cái khung, nên lần này mình cũng không biết có được hay không, thành ra mình làm cái ít hơn. Cái công thức của mình là mình cho cái số lượng hết sức tối thiểu để các bạn nếu mà bị hư ấy, thì các bạn có thể làm lại, không có tiếc ấy, tốn nhiều quá. Nó còn dính chút cái đó mà cũng cậy không có ra. Đó lại mấy cái chỗ này ấy, là mình lược, mình bỏ đi. Nhưng mà để các bạn thấy rằng nó thật sự cái bánh nó như vậy đó. Mình không có bỏ những cái chỗ mà quan trọng đó. Tại vì nếu mà bạn gặp đó, nó bị cháy ở phía dưới, nó bị nâu đen vậy chứ cũng không phải là cháy ra than. Thành ra ăn cũng được phần đó, mà nếu bạn nào kỹ thì cắt bỏ đi. Anh thấy chưa? Nó không hổm cũng không lồi, bánh rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình cắt ra coi cái tổ ong của nó đều hay không. Ở phía trên nó, mặt nó không có bị, nó không có bị vòm lên hay là đóng một cái băng không có tổ ong á. Thường thường làm bánh nướng này dễ, ở phía trên nó tổ ong nó không có, ở phía dưới thì có, ở phía trên thì nó đặc, còn ở đây là tổ ong chạy đều hết, chạy từ dưới lên trên. Mà bạn thấy đó gọi là vi cá đó, còn mình thì gọi là rễ tre. Cái rễ tre nó cũng thẳng từ dưới lên trên, bên hông nó cũng không có bị lệch hướng. Bây giờ mình cắt cái phần mà đậm đen nó đi, rồi mình các bạn coi nó là tổ ong nó không có một cái chỗ nào mà gọi là bột hết, toàn là tổ ong đều. Cái này là mình để nguội rồi, thành ra nó nhìn nó không có được đẹp, chứ hở nóng nó cái màu nó tươi trong lắm đó. Bạn thấy cái rễ tre nó đều, cái tổ ong nó đều hết trơn, không có cái chỗ nào mà cục bột hết, rễ từ dưới đáy lên tới đỉnh luôn. Rồi mình chia sẻ cái cách làm bánh bò, gọi là bánh bò gì hả, bánh bò rễ tre thẳng ha. Tới đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.